chiều nay cô mưa cho nghỉ mà. Chiều nay cô mưa cho con nghỉ mà. Bà báo rồi mà. Ừ, tao thấy báo rồi. Ủa chứ mày chưa lấy số bà à? Cô ghi có một điều qua nữa. Ừ. Ừ. Mặt đây đang bôi thuốc phải không chị? Ừ, cháu mới bôi thuốc kia, cái serum đường đen đó em. Yeah. Thôi, vừa bôi vừa nặng được chị. Bôi cho nó gian. Gom cồi luôn đó. Do nó không có thời gian đi nặng á, chứ hôm nay rảnh mới cho cháu đi nặng. Chịu khó đầu một xíu nha hai. Để chị làm cho nó sạch nha con. Cho nó nhiều quá. Do nó để lớp này lớp kia không có thời gian đi nặng cho cháu á. Giờ tranh thủ đi vài lần nó mới sạch trước Tết được đó chị. Cho nó dày quá nè. Xong em đắp mặt chống sưng cho cháu. Chống sưng chống viêm cho cháu. Mụn rồi chứ không thấy mạch đâu. Dạ. Bôi thuốc lâu chưa chị? Mới bôi được khoảng 3-4 ngày á. Cứ bôi chị cho nó đẩy mụn lên cho hết luôn. Mình vừa bôi mình vừa lấy.
Thế thì con nói điện thoại cho ba chưa? Cháu ơi, lấy tiền, cháu ơi. Dạ dạ, đợi em xíu, đang lấy tiền anh. Mà ở với tao, mày muốn mà tao mày mặc sao? Chia ra cháu không, đứa nó ở giống thằng này. Hả? Ok, ta có anh có ở mà theo ta làm đi. Thì hai mà thoáng luôn. Đi theo mấy giờ ăn? Nãy đen mà nặng xong mới hết đen liền nè chị. Sao em? Nãy đen nhưng mà nặng xong mới hết đen cái mặt à. Cồi á. Cồi này đen hết mặt bên má. Đúng, hết chị. Dạ. Nhưng lần em nặng kỹ là sạch hết. Chờ Tết 1 tháng luôn à. Đi kịp. Từng đen lần 2 lần vậy đó. Đi được lần thôi chứ. Dạ. Bởi vì cháu không có thời gian Chiều thứ bảy này con tự đi cũng được. Chiều thứ bảy tuần sau ấy chứ. Thì con lúc đó con đi được, mẹ ý mẹ nói là một tuần hai lần con đi nổi không? Nổi chứ, chiều thứ bảy, chiều chủ nhật. Đi hai ngày liền nhau thì thôi chứ nói làm chi. Ý là phải cách nhật ra chứ. Không, nếu mà nó nhiều á thì nặng giật cũng được. Nhưng mà một tuần em đi một lần cũng được. Còn không mình cứ giữ tuần đi một lần. Học nhiều quá ha. Học trường chuyên lắm nên là không có thời gian. Giờ tới Tết nó từng đi lần thì nặng được 4 lần rồi cho mấy. Tuần cuối cùng của Tết đó là nó được nghỉ rồi thì sẽ đi được 2 lần, 5 lần á. 5 lần được hết không? Cũng được á chị, nặng cứ lần nặng kỹ lên thật. Nặng kỹ rồi đó. Dạ. Nó có ở phía dưới tay. Dạ, xíu này nặng như nó. Nhưng ấy là xíu ra lại. Nghi vậy. Nhiều phút rồi. Bình thường chị, nhiều người họ sợ, họ ghê, em nói bình thường. Mà nó nhìn qua cái clip thế này. Nó to như con sâu rồi, về con nhìn nó to lắm á. Thấu to ra, nhìn nó đã. Bà nó đúc anh này.
Đây hồi lâu lần này một lần mình lâu lắm rồi mới đành lại luôn nha. Dạ vậy không? Ừ. Nên chị thấy lạ. Ừ. Nhưng lạ. Không nhớ mẹ luôn. Lâu mà có số em ấy chứ. Cháu ơi, ăn trước đi cháu. Đói bụng thì ăn trước đi. Mẹ về nhé, mẹ về mẹ nghỉ chút vì ba cho mẹ dạy nữa. Yeah. Về đi, về đi. Xong rồi về. Để chị gửi tiền cho cháu luôn. Cho nành với đắp mạnh. Lấy hộp nghệ về bôi cho lành không chị? Cháu đang bôi cái đó rồi. À, mới nặng xong bôi cũng được hả? Sao em? Ý là mới nặng xong là bôi cái thuốc đó được không? Nó có nói là không được rồi bôi vết thương hở gì? Không, không nói gì hết. Có nghĩa là đấy, cái serum đường đen á. Dạ. Yeah. Ừ. Cái thuốc mụn của em là vết thương lành là mới bôi. À thế hả? À? Dạ. Yeah. Vậy thì để ấy đã. Để về hôm nay bôi cái nghệ nó đi xong rồi mai vậy. Đúng rồi, chị bôi phải bôi cho nó lành, nó kín, nó lành vết thương nè. Cái tối nay bôi cái nghệ đó. Dạ. Yeah. Xong rồi mai thì bôi cái kia. Thế về bôi rồi tối bôi 2 ngày à, tí nữa con rửa mặt sạch xong à không 3 giờ cháu đi học mà. 3 giờ con đi học hay con học trực tuyến? 3 giờ con đi học, học ở trên nhà cô. Ờ. Thì cháu đâu có bôi được, bôi nó vàng cái mặt nó. Không, nó không vàng chị. À. Dạ. Yeah. Nó không có thấy gì hết á, bôi lớp mỏng rồi nó ứ. Em làm sạch mặt xong rồi em bôi cho cháu luôn để cháu về cháu đi học. Dạ. Yeah. Xong rồi tối nó tắm rửa xong rồi nó bôi lần nữa. Đúng rồi. Ừ. Rồi tối mai bôi cái thuốc kia. À, tối mai bôi cái thuốc kia. Mụn nó nhiều, vết thương nó hở này chị. À. Bôi cho nó lành rồi mình hãy bôi. Ừ. Cái chai serum đường đen mà xíu xíu này nè. Nè. Là 750 á. Ừ. Thèm quá người. Nó của cháu bao nhiêu? 150 chị. Thuốc luôn. Cả thuốc luôn. Dạ. À, đó, ok. Dạ. Tắt cái đi cho nó đừng có sưng. Dạ, em biết rồi. Để cháu nó đi học nha em. Về mình nghỉ một chút nha. Vâng. Bây giờ dạy trường hay là dạy ở nhà chị? Chị dạy ở nhà. Dạ. Yeah. Dạy thêm ở nhà. Dạ. Yeah. Và giờ thì cháu cũng đi học nhà cô khác. Dạ. Đây chị đấy đây. Dạ. Bữa sau là cháu tự tới được rồi. Dạ, dạ chị. Bữa sau là tự đi được rồi, lên nặng xong về cái đâu. Sau em làm cho cháu, làm yeah. Xong rồi đừng có cho cháu đắp cái chống viêm, chống sưng cho cháu. Dạ. Yeah. Một lần chỉ được những cái kia thôi, còn những cái mà nó mới lên. Đúng rồi chị, mấy cái có da cồi rồi nè, là lấy được. Còn mấy cái mà nó săn, nó chưa cồi là bôi thuốc đi, cho nó gom cồi rồi lấy. Chứ nào về là em lấy hết thôi. Cho nó nhiều là do nó thức khuya nó học. Đúng rồi. Mình thức khuya là nó càng lên. Lớp này lên rồi đắp lớp kia lên. Nhưng nó ít mình để lấy lần lần lại sạch cho mấy chị. Ừ. Ở đây do để nhiều quá. Để xong nó lên đợt đây xong rồi mình không nặng được xong nó lại lên một cái lưng lứa khác lên. Đúng rồi, nó nhiều.